Hi, xin chào tất cả quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh ITB Club Channel cùng với em Huy trong video cuối tuần ngày hôm nay mọi người nha. Thì video cuối tuần ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đánh giá về một tuần giao dịch tương đối là ảm đạm của thị trường trong suốt một tuần vừa qua, và cũng như là chúng ta sẽ lên cho nhau một cái chiến lược trong cái tuần giao dịch sắp tới. Một tuần giao dịch mà em hứa hẹn rằng thị trường sẽ có những yếu tố bùng nổ vượt 1.300 điểm. Vậy thì đâu sẽ là những nhóm ngành, những cổ phiếu đáng lưu ý ở trong giai đoạn thị trường chúng ta bùng nổ? Thì trong video này chúng ta sẽ cùng nhau đi đánh giá và phân tích. Thì anh chị em mình có thể thấy đó là chúng ta nhìn về cái khung đồ thị tuần, nhìn về những cái một tuần giao dịch vừa qua, thì anh chị mình thấy đó là một cái tuần giao dịch cũng cực kỳ là ảm đạm, cực kỳ là mệt mỏi của thị trường, khi mà thị trường của chúng ta nó có những cái phiên giao dịch thanh khoản giảm sút và những cái biến động của thị trường trong suốt một tuần vừa qua thì nó cũng là không có nhiều biến động mạnh, mà nó gây cho nhà đầu tư những cái tâm lý chán nản. Những cái mã cổ phiếu anh chị em mình cầm thì lại không tăng, còn những cổ phiếu mà ít nhà đầu tư chú ý đến thì trong một tuần vừa qua thì có những cái mức tăng giá rất là tốt, đó là những cái cổ phiếu thuộc họ Viettel, những cổ phiếu thuộc cái nhóm ngành công nghệ, thì nó làm cho anh chị em mình có cảm giác như là mình đã bị chọn sai cổ phiếu. Đấy, và anh chị em mình tin tưởng rằng là những cái cổ phiếu họ Viettel sẽ là những cổ phiếu mạnh nhất trong giai đoạn sắp tới. Thì trong video này chúng ta sẽ cùng nhau đi bóc tách và đánh giá xem liệu rằng những cổ phiếu họ Viettel có phải là những cổ phiếu mạnh hay không, và có phải là những cổ phiếu mà anh chị em mình phải săn đuổi. Thì anh chị em mình để lại cho em Huy một nút like và comment cho em là con số 1.300 anh chị nha, để chúng ta cùng nhau cổ vũ thị trường trong tuần sau sẽ có những cái mức tăng giá để giúp cho thị trường của chúng ta vượt qua ngưỡng 1.300 điểm. Thì trong khi mà thị trường vượt 1.300, chúng ta có rất nhiều điều để chúng ta nói với nhau. Vượt qua 1.300 là thị trường chúng ta sẽ mở ra một cái kỷ nguyên tăng giá mới. Nhưng mà ở trong cái giai đoạn mà thị trường tăng giá như vậy, chưa chắc là nhà đầu tư có thể kiếm tiền một cách là thuận lợi và dễ dàng. Bởi vì thị trường luôn luôn là nó có những yếu tố là mang tính quy luật. Nếu như anh chị em mình nhận diện ra được quy luật của thị trường, quy luật của cổ phiếu, thì anh chị em mình sẽ sở hữu cho mình những cái cổ phiếu giúp cho anh chị em mình gia tăng tài sản một cách nhanh chóng. Còn nếu như anh chị em mình đầu tư theo một cái gọi là cảm giác, theo một cái gọi là thói quen, thì cái việc mà danh mục của anh chị em mình sẽ chậm hơn, thậm chí là còn những phải cắt lỗ khi mà thị trường uptrend là cái điều hoàn toàn có thể xảy ra ở trong giai đoạn sắp tới. Vì vậy anh chị em cố gắng xem kỹ video này đến hết video này để biết được rằng những sai lầm mà nhà đầu tư thường mắc phải trong một nhịp uptrend. Rồi, cũng xin một lần nữa chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh ITB Club Channel. Rồi, anh chị em mình có thể thấy là phiên giao dịch ngày thứ 6 vừa qua là một cái phiên mà giao dịch với một cái thanh khoản rất là thấp. Và cái biên độ trong phiên giao dịch ngày hôm thứ 6 vừa rồi nó cũng rất là thấp anh chị, đúng không? Nó chỉ loanh quanh biên trên khoảng hơn 2 điểm, biên dưới nó cũng khoảng 2 điểm. Đấy, mức giá cao nhất trong phiên là quanh ngưỡng 1.289 và cái mức thấp nhất là 1.283. Đây, một cái biên độ nó chỉ dao động khoảng 6 điểm. Thì em cho rằng đó là một cái biên độ hẹp của thị trường. Và đó cũng có thể được coi là một phiên test cung. Vậy thì nếu như thị trường của chúng ta đã có một phiên test cung vào ngày thứ 6, thì trong những phiên giao dịch đầu tuần thì chúng ta phải thấy được rằng là thị trường xuất hiện một dòng tiền lớn để vào đẩy giá cho cổ phiếu cũng như là đẩy giá cho thị trường. Chúng ta vượt qua cái ngưỡng 1.300 điểm. Và em tin tưởng rằng là trong tuần sau thị trường chúng ta sẽ có những cái phiên bùng nổ mạnh để giúp chúng ta bứt thoát khỏi một cái vùng tích lũy tương đối là dài. Theo công cụ EG thì anh chị mình thấy là hai kiếm nó đã có dấu hiệu, đó là từ tuần sau là hai kiếm này nó sẽ chập lại vào nhau và nó duy trì cho đến hết tuần. Đấy, thì đấy cũng là những cái yếu tố động lực để giúp cho thị trường mình sẽ có được những cái nhịp tăng giá. Còn ở trong tuần trước thì khi mà hai kiếm đang có trạng thái tách ra thì anh chị thấy là thị trường nó thường có xu hướng là sẽ bị hút về để về những cái vùng cân bằng. Các cổ phiếu thuộc cái nhóm ngành chứng khoán thì hiện tại anh thấy nó cũng đang xuất hiện những cái trạng thái giống như thế này. Vì vậy anh chị em nào muốn mua cổ phiếu ngành ngân hàng á, thì mình có thể là chờ đợi thêm để trước khi mà cổ phiếu cũng như là những cái Tenkan Kijun này nó tiến lên để nó hình thành một cái vùng hỗ trợ cho các cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng, thì ở thời điểm đấy anh chị em mình mua nó sẽ cảm giác là sẽ an toàn hơn nha.
Đấy, còn chúng ta nói về thị trường chung thì em thấy là thị trường chung đang hội tụ rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất là đã có sóng ngành. Thứ hai là những cái cổ phiếu thuộc cái nhóm ngành phụ trợ, là cái nhóm ngành chứng khoán, nó cũng đã hình thành được một cái quá trình tích lũy tương đối là chặt chẽ ở trong suốt một tuần vừa qua, và nó có thể là một cái bệ phóng. Thứ ba là những cổ phiếu trụ nó cũng đã sẵn sàng, đặc biệt đó là những cổ phiếu như là FPT, như là Masan, thì nó cũng sẽ đóng góp vào cái đà tăng giá của thị trường ở trong những phiên giao dịch tuần tiếp theo. Vậy ha, đấy, cho nên mình thấy là dòng tiền hiện tại nó đang đổ vào thị trường rất là mạnh. Chúng ta nhìn về VN30 để anh chị em mình thấy đó là VN30 nó đã có những xu hướng đó là vượt cái vùng đỉnh này trở lại rồi. Đấy, và cái phiên ngày hôm thứ sáu là cái phiên đóng cửa cao nhất trong tất cả các phiên, gần như là mình gọi là vượt đỉnh anh chị, đóng cửa vượt đỉnh ha. Mình không tính những cái phần râu nến ở đây, thì ở cái mức giá đóng cửa ngày thứ sáu là cái mức giá đóng cửa vượt đỉnh. Thì mình thấy được rằng là dòng tiền hiện tại đang đổ vào những cái cổ phiếu trụ, những cổ phiếu mang tính dẫn dắt cực kỳ là rõ nét. Vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm vào một cái việc, đó là thị trường của chúng ta sẽ vượt 1.300. Vậy thì vượt 1.300 vui hay là buồn? Theo anh chị là chúng ta vượt 1.300 thì chúng ta vui hay là chúng ta nên buồn? Sẽ có anh chị cảm thấy rất là buồn mà cũng sẽ có những anh chị cảm thấy rất là vui. Buồn là vì sao anh chị? Buồn không phải là thị trường vượt 1.300, mà ở đây buồn đó chính là thị trường vượt 1.300 mà danh mục của mình nó lại còn không bằng khi thị trường vượt 1.300. Có thể là có một số anh chị em mình sẽ có được những cái khoản lợi nhuận có thể là quanh vùng 1.270, 1.280, nó còn tốt hơn khi mà thị trường vượt đỉnh 1.300, 1.320. Anh chị cứ thể có thể để ý xem trong tuần sau bởi vì khi thị trường đi lên, không phải cổ phiếu nào cũng đi lên, mà nó chỉ có được một vài nhóm ngành và một vài cổ phiếu riêng lẻ, còn lại có thể là tất cả các mã cổ phiếu đều đi vào một giai đoạn là giai đoạn tái tích lũy anh chị nha. Đây em sẽ cho anh chị xem em nói ví dụ như là thị trường có con sóng gần nhất là giai đoạn tháng 1 cho tới tháng 4, tháng 5, giai đoạn vừa rồi như ha. Đấy, đây là cái giai đoạn mà thị trường của chúng ta có một con sóng này. Thì trong giai đoạn này nếu như anh chị em mình chọn lựa sai cổ phiếu, em nói như ví dụ như trong giai đoạn đó anh chị đi mua những cổ phiếu thuộc cái nhóm ngành thép đi. Em nói ví dụ như NKG thì anh chị thấy rõ ràng khi thị trường đi lên thì cổ phiếu thép là Nam Kim đi ngang. Thậm chí là những cổ phiếu như là mình cứ nhìn sơ qua về những cổ phiếu thuộc nhóm ngành thép như thế là đi ngang. Vậy thì nếu như anh chị chọn sai cổ phiếu, chọn sai nhóm ngành, thì khi thị trường đi lên có những mã cổ phiếu đi lên, nhưng mà cũng sẽ có những mã cổ phiếu đi ngang, thậm chí là có những mã cổ phiếu đi xuống. Đấy, cái bài toán đặt ra cho mình đó là cái mức thua lỗ của mình nó sẽ không quá nhiều khi thị trường có sóng, nhưng mà để làm sao mà anh chị em mình chọn lựa được cổ phiếu giúp anh chị em mình có lợi nhuận, và mình phải sẵn sàng thay đổi tư duy, sẵn sàng thay đổi danh mục của mình. Cái đó mới là cái điều mà em nghĩ là quan trọng nhất khi thị trường vào sóng. Chứ không phải thị trường vào sóng anh chị em mình nghĩ rằng là cổ phiếu mình rồi cũng sẽ lên. Đây, Hoa Sen là một ví dụ, đúng không anh chị? Thị trường vào sóng cổ phiếu mình không lên, mà thậm chí nó còn rũ vào một cây khi thị trường điều chỉnh. Vậy thì anh chị em mình cầm nắm cổ phiếu này được gì? Đấy, nhìn thấy không? Trong suốt từ giai đoạn tháng 12 cho tới tháng 4, nghĩa là anh chị em mình cầm nắm cổ phiếu này 4 năm tháng luôn, không có bất kỳ một lợi nhuận nào nữa, không có lợi nhuận nào. Nhưng mà thậm chí là khi thị trường rũ, chúng ta còn bị mất thêm khoảng 15%. Đấy, đây là cái bài toán đặt ra cho chúng ta ở trong giai đoạn sắp tới khi mà thị trường vào sóng. Em nói ví dụ về nhóm ngành thủy hải sản đi. Đấy, những cái cổ phiếu như là ASM, khi thị trường vào sóng những cổ phiếu này đi ngang anh chị à, và nó vào sóng ở một cái giai đoạn cuối thì biên độ lợi nhuận cũng không quá là lớn, nhưng mà ít ra là nó cũng còn có một cái sóng để cho anh chị em mình kiếm lợi nhuận. Đấy, còn hơn là anh chị cầm những cổ phiếu thép. Cho nên là em nói là khi thị trường vào sóng anh chị, cái chân lý nhất của cuộc đời nó là anh chị phải mua bằng được cổ phiếu sóng ngành. Còn bởi vì sao? Bởi vì những cổ phiếu sóng ngành sẽ là những cổ phiếu giúp cho anh chị em mình đảm bảo về mặt lợi nhuận là sẽ có lợi nhuận nhiều hoặc là ít, tùy theo mã cổ phiếu anh chị lựa chọn.
Còn nếu như anh chị mình lựa chọn không đúng, không phải là sống ngành, thì anh chị mình có thể có xác suất chọn lựa sai rất là cao. Nếu anh chị mình chọn lựa đúng thì những cổ phiếu không phải là sống ngành nó giúp cho anh chị mình có thể kiếm được một khoản lợi nhuận 15 đến 20%. Còn nếu anh chị chọn sai, gần như là không kiếm được gì. Đây em cũng ví dụ về một cổ phiếu như là cổ phiếu TNG, đúng không anh chị? Thị trường đi lên, cổ phiếu TNG này vẫn hình thành một xu hướng đi lên nhưng mà nó không quá là mạnh, và khi anh chị cầm nắm những cổ phiếu này thì em nghĩ là anh chị em mình cũng không mấy thoải mái. Đó. Cũng cho anh chị một cái khoản lợi nhuận khoảng 20%. Bởi vì thị trường lên mà cổ phiếu nào cũng lên. Nhưng mà nếu như thời điểm đấy anh chị đi chọn những cổ phiếu mang tính sóng ngành như là cổ phiếu ngân hàng thì anh chị em mình thấy, đúng không? Cái kết quả hoàn toàn khác. Thay vì lợi nhuận 15%, 20%, anh chị em mình đi vào sóng ngành, anh chị em mình kiếm 60% hoặc là những con liên việt nó còn kinh khủng hơn nữa anh chị. Đấy, con này cũng mang sóng ngành này, đi lên sau này, mức lợi nhuận là 100%. Và trong giai đoạn thị trường ở đầu năm này, không chỉ riêng cổ phiếu ngân hàng có sóng, mà khi mà cổ phiếu ngân hàng đã đóng vai trò đó là sóng ngành dẫn dắt, thì sau khi ngân hàng đi lên, đến một giai đoạn thị trường chúng ta bắt đầu vào giai đoạn chọn cho mình thêm được những cái sóng ngành đi lên sau nhóm ngành ngân hàng, thì anh chị để giúp em, thời điểm đấy có những cổ phiếu đi lên sau như là GVR. Đấy, cũng xuất phát đi lên ở từ thời điểm này. Và nó cũng giúp cho anh chị mình có được một cái khoản lợi nhuận cũng tương đối cao, hơn 60%. Và GVR đi lên, nó kéo theo toàn bộ những cái cổ phiếu cao su khác như là DRI, cũng bắt đầu một cái nhịp đi lên ở giai đoạn, ở giai đoạn cùng thời kỳ đấy. Đấy, GVR đi lên trước, đi lên trước một đoạn, rồi sau đó nó sẽ kéo những con DRI này đi lên khoảng vài tuần sau. Hoặc là những cổ phiếu như là Đồng Phú, DBR, đấy, nó cũng đi lên theo sóng cao su. Đấy, vì vậy là cái sóng ngành là một cái mà anh chị em mình cần bám vào. Và cái dấu hiệu nào để anh chị em mình nhận biết và có khả năng là dự đoán được cái sóng ngành tiếp theo là gì, thì anh chị em mình có thể là liên hệ với em Huy qua số điện thoại là 0949 080 190 để chúng ta đồng hành cùng với nhau. Thì ở trong room khách hàng, em luôn luôn là chia sẻ với anh chị những cái cách để anh chị em mình có thể nhận diện và dự đoán những cái cổ phiếu có tính chất sóng ngành tiếp theo. Thay vì anh chị em mình dự đoán một cách là vô căn cứ, dự đoán theo cảm tính, thì em sẽ hướng dẫn anh chị cái cách để mà anh chị em mình có thể biết trước được. Và chúng ta khi mà những cái nhóm ngành đấy nó có động thái là anh chị em mình sẽ nhận diện ra đầu tiên để chúng ta vào, chúng ta mua cổ phiếu ở những cái vùng giá tốt nhất. Rồi cùng thời kỳ đó thì anh chị cũng thấy là những cổ phiếu như là họ Viettel, VTB là cổ phiếu đầu tiên của nhóm ngành Viettel đi lên. Cổ phiếu này là gần như là đi riêng lẻ anh chị, nó đi lên đầu tiên. Cổ phiếu Viettel đi lên đầu tiên đây là cổ phiếu VTB. Sau đó này, đúng không vậy, nó lên cùng thời điểm này với lại thị trường này, nó kéo thị trường đi lên chung với lại nhóm ngành ngân hàng. Sau đó anh chị nhìn những con như CTR, CTR bắt đầu nó cũng đi lên ở cái giai đoạn số 2 này. Đấy, vậy là chúng ta có một con sóng ngành Viettel ở đây. Đấy, một cái nhịp tăng giá cũng rất là khỏe của CTR. Đấy, hơn 50%. Sau đó là VGI, em Úc đi lên sau, nhưng mà mức độ tăng thì lại rất là kinh khủng. Đó, hình dung được cái vấn đề chưa? Nó giống như là cổ phiếu gì vậy? Cổ phiếu Liên Việt, hay cổ phiếu Lộc Phát, cũng là một cổ phiếu đi lên thuộc nhóm ngành ngân hàng đi lên sau, nhưng mà mức độ tăng giá của nó thì kinh khủng hơn là những cổ phiếu đi lên trước. Vậy thì những cổ phiếu trong cái nhóm ngành ngân hàng hiện tại chưa đi lên thì chưa hẳn nó sẽ là yếu đâu anh chị, đôi khi nó sẽ là siêu phẩm. Vì vậy nếu như mà bây giờ thị trường đã cho mình một cái dữ liệu, đó là cổ phiếu ngân hàng đang là cổ phiếu dẫn sóng, thì sẽ có những cổ phiếu bị quên lãng và anh chị em mình có thể bắt đầu chú ý đến nó. Anh chị chú ý thôi, chứ cái việc đi tiền thì em nghĩ là mình phải cần chậm lại. Bây giờ những cổ phiếu hàng đầu đi lên đầu tiên thì mình cứ việc đi tiền. Và sau khi những cổ phiếu hàng đầu đấy bước vào giai đoạn tái tích lũy hoặc là phân phối, thì những cái cổ phiếu còn lại trong cái nhóm ngành ngân hàng chưa đi lên, những cổ phiếu mà bấy lâu nay nhiều người không chú ý và cho rằng là yếu, thì nó sẽ là những cổ phiếu đi lên sau nhưng sức mạnh của nó sẽ rất là lớn. Đấy, nãy giờ minh chứng cho anh chị em mình về ba nhóm ngành rồi đúng không? Ngân hàng thì có con Lộc Phát đi lên sau nhưng mà lại là khủng long.
của nhóm ngành Viettel có VGI đi lên sau và nhóm ngành cao su có DRI đi lên sau, nhưng mà đều là những cổ phiếu rất là mạnh. Đấy. Anh chị lưu ý ha. Đấy, DRI là nó đi xuất phát đi lên từ những giai đoạn ở đây. À, nhóm ngành cổ phiếu độc đặc cổ phiếu Đồng Phú này anh chị, Phước Hòa này, cổ phiếu GVR này đi lên ở thời điểm này, nhưng mà cổ phiếu DRI nó không đi lên, nó đi lên sau một chút, nhưng mà anh chị thấy cái mức tăng giá của nó thế nào anh chị? Hơn 80%. Đấy, vậy thì những cổ phiếu trong sóng ngành hiện tại anh chị em mình đã lựa chọn rồi thì anh chị mình đừng quên nha, ở cuối chu kỳ những cổ phiếu mình hay gọi là hạng bét thường nó sẽ đi lên rất là mạnh. Giống như cổ phiếu trong giai đoạn 2021-2022 khi mà có sóng ngành bất động sản thì anh chị em mình có thể để ý không? Con nào đi lên sau cùng anh chị? Con đi lên sau cùng thuộc nhóm ngành bất động sản đó là con sell. Thì anh chị em mình có thể thấy được là cái mức độ tăng giá của cổ phiếu sell ở thời điểm đấy là gần như là vô đối. Đấy, cổ phiếu sell này nó đi lên từ giai đoạn đó là phải là giữa tháng 11 đúng không nhỉ? Giữa tháng 11 cổ phiếu sell này đi lên. Nhưng mà cái hiệu suất đem lại cho anh chị em mình là bao nhiêu vậy? Hơn 600%, ấy gần 600%. Đấy, mình nhìn về DG này thời điểm đấy cũng là dữ dội đó anh chị, nhưng mà cổ phiếu DG này lên trước. Tháng 10 cổ phiếu DG này đã đi lên rồi. Đấy, thì phải tới những cái giai đoạn tháng 11 ở đây thì cổ phiếu sell mới là những cổ phiếu đi lên sau cùng, nhưng mà nó lại là những con mạnh nhất. Vậy thì anh chị em mình cần phải tư duy được một điều, đó là khi có sóng ngành anh chị em mình không mua được những cổ phiếu hàng đầu, những cổ phiếu đi lên đầu tiên của sóng ngành, thì anh chị em mình đừng bỏ cuộc. Anh chị em nhớ nha, anh chị em mình không được bỏ cuộc, mà anh chị em mình phải đi săn đuổi những cổ phiếu còn lại thuộc cái nhóm ngành dẫn sóng. Đấy, bây giờ chúng ta có thể lướt sơ qua một vài cái cổ phiếu chưa tăng của cái nhóm ngành ngân hàng. Em nói ví dụ như là cổ phiếu SHB này anh chị, chưa tăng bao nhiêu, vẫn đang rất là sập sình. Hoặc là em nhìn xem EIB xem. EIB thì cũng là sập sình. Đấy, nhưng mà đối với em thì cái nhóm ngành ngân hàng thì cái cổ phiếu mà anh chị mình hoàn toàn có thể đặt một cửa đó là cổ phiếu SHB. Cổ phiếu này khả năng đi lên sau, nhưng mà nó biết đâu nó sẽ là một con khủng long ở cuối chu kỳ. Đấy, anh chị thấy cổ phiếu này nó cũng có những cái giai đoạn nó đánh rất là táo bạo đúng không chị? Đây nè, em nói ví dụ những cái thời điểm này đi, đánh rất là táo bạo cho một thời gian rất là ngắn thôi, nhưng mà cái hiệu suất sinh lời của cổ phiếu này cực kỳ là cao luôn. Chỉ cần từ tháng 10 cho tới tháng 5. Đấy, cổ phiếu này là cổ phiếu đi lên sau đó anh chị, nó đâu lên chung với nhóm ngành ngân hàng đâu. Cái này cổ phiếu đi lên sau. Đấy, em lấy ví dụ đấy, cùng thời điểm này ha, mình nói về những cổ phiếu như là con CTG đi. Lương 60%. Còn SHB đi lên sau mà một mức mức tăng giá cực kỳ là cao luôn chị. Đấy, cho nên là anh chị mình có thể là đưa cổ phiếu SHB này vào một cái diện là diện quan tâm đặc biệt ở cuối một con sóng ngành, anh chị nhớ nha. Tháng 1 rồi mình nhìn sang Techcombank. Đấy, cũng cùng thời kỳ nè anh chị ha. Thì cái độ bốc của con SHB mình thấy rõ ràng là nó kinh khủng đến cỡ nào. Đấy, thì video cuối tuần ngày hôm nay thì mục đích của video này đó là chia sẻ với anh chị về một cái kỳ vọng trong tuần sau thị trường sẽ vượt 1.300. Nhưng mà khi thị trường vượt 1.300 sẽ có nhà đầu tư vui và sẽ có nhà đầu tư vẫn buồn. Nếu như anh chị em mình muốn là trong số những nhà đầu tư vui thì anh chị em mình phải có một cái tư duy đó là sẵn sàng cơ cấu danh mục. Và để anh chị em mình biết phải cơ cấu như thế nào thì anh chị em mình có thể là liên hệ với em Huy nha. Chúng ta cùng đồng hành với nhau trong room khách hàng. Thì ở đó em sẽ chia sẻ với anh chị những cách cơ cấu, cũng như là mỗi buổi sáng thứ bảy chúng ta sẽ có những cái buổi gặp mặt với nhau vào mỗi buổi sáng, để chúng ta cùng nhau cơ cấu danh mục, để mà khi thị trường vào sóng thì không có bất kỳ nhà đầu tư nào bị bỏ rơi ở lại. Tất cả sẽ đều được sở hữu những cái cổ phiếu mạnh nhất thị trường. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị. Nhớ để lại một nút like và comment 1.300 để chúng ta cổ vũ cho thị trường trong phiên giao dịch tuần sau mọi người nha.